Chào các bạn, trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1990 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là diễn viên người Trung Quốc được biết đến nhờ vai diễn Lệnh Ý Hoàng Quý Phi, Ngụy Anh Lạc trong bộ phim Diên Hy Công Lược và phần ngoại truyện Diên Hy Công Lược Lá Ngọc Cành Vàng. Ngô Cẩn Ngôn sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1990 tại thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên của Trung Quốc. Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ đã thích vũ đạo. Năm 2000 thi vào trường Học viện Múa Bắc Kinh học múa ba lê. Năm 2007 được phân công đến đoàn múa ba lê trung ương công tác. Ở trong đoàn múa thì bị thương, nhận thấy cần phải đào tạo sâu hơn, vì thế ghi danh rất nhiều trường học. Năm 2009, Ngô Cẩn Ngôn đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa biểu diễn hệ chính quy năm thứ 2 và đã có hợp đồng đóng phim. Về sự nghiệp, năm 2010, Ngô Cẩn Ngôn chính thức gia nhập làng giải trí khi tham gia diễn xuất trong bộ phim hài cổ trang Cổ Kim Lục Nhân Hành. Năm 2011, Ngô Cẩn Ngôn ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình truyền thông Tử Tuấn, sau đó cùng với Dư Văn Trường, Bạch Bách Hợp, Quách Đào hợp tác diễn chính trong bộ phim điện ảnh tình cảm Lực Vạn Vật Hấp Dẫn, vai diễn Hoàng Quyền. Năm 2012, tại bộ phim truyền hình Thanh Hải Hoa Nhi, diễn Ngô Hiểu Vũ cùng năm cùng Trương Tử Di, Trương Chân, Huỳnh Hiểu Minh diễn vở kịch Vô Vấn Tây Đồng, diễn Lâm Huy Dân. Ngày 14 tháng 12 năm 2013, hợp tác cùng với Trần Kiện Phong, Kiều Trân Vũ diễn bộ phim tình cảm kháng chiến Phong Hỏa Giai Nhân. Đây là lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn một mình diễn hai vai trong bộ phim diễn tài nữ tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người Thanh Bình cùng em gái sinh đôi thông minh lanh lợi là Hồng Vũ. Tháng 6 năm 2014, tham gia diễn cổ trang trinh thám phim Thần Tượng Thiếu Niên Thần Thám Đỉnh Nhân Kiệt và được phát hành lần lượt trên nhiều đài truyền hình mặt đất của tỉnh và thành phố. Ngô Cẩn Ngôn diễn vai Lý Thiến, bộ phim sau đó được chiếu trên CCTV vào ngày 30 tháng 7 năm 2015. Tháng 3 năm 2015, trong bộ phim cổ trang Huyền Huyễn Võ Hiệp, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ diễn tú nữ Hà Tiểu Ngọc. Ngày 6 tháng 7, bộ phim Kích Chiến được phát sóng trên đài truyền hình Thâm Quyến. Trong bộ phim, Ngô Cẩn Ngôn diễn Quân Ôn Nhu Động Lòng Người Giang Tử Vân. Tháng 9, cùng với Cao Vân Tưởng, Viên Vịnh Nghị hợp tác diễn bộ phim Lịch Sử Nhà Thanh Đa Tình Giang Sơn, diễn vai thị nữ của Hoàng Thái Hậu Uyển Nhi. Ngày 5 tháng 11, bộ phim Tình Cảm Chiến Tranh Mỹ Nhân Như Ngọc Kiếm Hoa Hồng khai máy tại Hoành Điếm. Ngô Cẩn Ngôn diễn Tri Thức Hiếu Lễ Nghĩa Tiểu Thư Khuê Cát Mai Đình. Cùng năm diễn Đô Thị Gián Điệp Chiến Tranh Người Thù Vệ Trồi Lên Mặt Nước, diễn Trinh Sát Viên Mễ Tiểu Nhiễm. Ngày 24 tháng 12, tham gia diễn Lão Phí Nhì của đạo diễn Quản Hổ, diễn nữ sinh viên Trình Hồng. Tháng 5 năm 2016, diễn Đỗ Tâm Mỹ trong bộ phim Ngoại Than Đích Trung Thành. Ngày 21 tháng 7, hợp tác cùng với Lâm Tâm Như, Viên Hoàng trong bộ phim cổ trang lịch sử Tú Lệ Giang Sơn Chi Trường Ca Hành, diễn thị nữ Âm Lệ Hoa Hứa Yến Trì. Ngày 13 tháng 9, phim Thần Thoại Triều Ca khai máy ở Tân Cương, diễn ba nhân vật Đát Kỷ, Nguyệt Hảo và U Cơ. Ngày 1 tháng 1 năm 2017, trong bộ phim Tình Cảm Bảo Vệ Mỹ Nhân, diễn Ham Mê Hư Vinh Chu Kỳ Kỳ. Ngay sau đó, bộ phim Diên Hy Công Lược đảm nhận vai nữ chính dũng cảm tiến lên, thông minh nhạy bén Ngụy Anh Lạc. Cùng năm, còn diễn phim hài Thanh Xuân Tốt Nghiệp Nói Đi Là Đi. Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Ngô Cẩn Ngôn tham gia đóng bộ phim tình cảm Thanh Xuân Không Hỏi Tây Đồng, diễn vai Lâm Huy Nhân. Ngày 14 ra mắt Phượng Tù Hoàng, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai nữ chính quyền cao, tâm tư kín đáo Thái Hậu Phùng Đình. Tháng 5, diễn chính bộ phim Anh Là Đáp Án Của Em, vai Bạch Tiểu Lộc. Mới đây, cô lại tái xuất với nhân vật Lệnh Hoàng Quý Phi trong bộ phim ngắn Diên Hy Công Lược Lá Ngọc Cành Vàng do hãng Netflix phát hành độc quyền vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 với 6 tập. Danh sách các bộ phim mà Ngô Cẩn Ngôn đã tham gia: Cổ Kim Lục Nhân Hành năm 2010, vai Màu Màu. Thanh Hải Hoa Nhi năm 2012, vai Ngô Hiểu Vũ. Phong Hỏa Giai Nhân năm 2013, vai Hồng Vũ.
Thiếu niên Tứ Đại Danh Bộ năm 2015, vai Hà Tiểu Ngọc. Thiếu niên Thần Thám Định Nhân Kiệt năm 2015, vai Lý Sảnh. Kịch Chiến năm 2015, vai Giang Tử Vân. Đa Tình Giang Sơn năm 2015, vai Uyển Nhi. Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca năm 2016, vai Hứa Yên Chi. Bảo Hộ Mỹ Nhân năm 2016, vai Chu Kỳ Kỳ. Mỹ Nhân Như Ngọc Kiếm Như Hồng năm 2016, vai Mai Đình. Người Bảo Vệ Trồi Lên Mặt Nước năm 2017, vai Mễ Tiểu Nhiễm. Diên Hy Công Lược năm 2018, vai Ngụy Anh Lạc. Tiếng Chuông Ngoài Bãi năm 2019, vai Đỗ Tâm Mỹ. Hạo Lan Truyện năm 2019, vai Lý Hiểu Lan Triệu Cơ. Diên Hy Công Lược Lã Ngọc Cành Vàng năm 2019, vai Lệnh Hoàng Quý Phi. Em Là Đáp Án Của Anh năm 2019, vai Bạch Tiểu Lộc. Giữa Thanh Xuân năm 2020, vai Trương Tiểu Ngư. Triều Ca năm 2020, vai Đắc Kỷ, Nguyệt Hảo, U Cơ. Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ năm 2020, vai Tiền Hy Tây. Gia Truyền năm 2020, vai Dịch Trung Ngọc. Các bộ phim điện ảnh mà cô đã tham gia: năm 2011, Vạn Hữu Lực, vai Hoàng Quyền. Năm 2015, Lão Bà Nhi, vai Trịnh Hồng. Năm 2018, Vô Vấn Tây Đồn, vai Lâm Huy Nhân. Năm 2019, Nói Đi Là Đi Không Nói Gặp Lại, vai Tuyết Kỳ. Các giải thưởng và đề cử: Liên hoan truyền hình Thượng Hải giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Ngày 13 tháng 6 năm 2014, lễ trao giải Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 20 giải thưởng Bạch Ngọc Lan, nữ diễn viên nhân khí nhất, phong hỏa giai nhân. Đạt giải 20 nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải. Ngày 9 tháng 11 năm 2018, đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dòng phim cổ trang tại lễ trao giải Hoa Đình lần thứ 24. Ngày 27 tháng 10 năm 2019, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Văn Vinh lần thứ 6 trong khuôn khổ lễ truyền hình và điện ảnh Hoành Điếm, lý do khiến Ngô Cẩn Ngôn được nâng đỡ. Kể từ khi sau khi nổi tiếng nhờ Diên Hy Công Lược, tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn liên tục được báo giới nhắc đến. Tuy nhiên, tại sao cô lại được Vũ Chính nâng đỡ vẫn là một vi vấn đối với khán giả. Có thể nói, Ngô Cẩn Ngôn là một cái tên tốn khá nhiều bút mực của giới truyền thông hoàng nữ trong suốt thời gian gần đây, khi bộ phim Ngô Cẩn Ngôn hợp tác cùng với Vũ Chính đạt rating khá tốt. Diên Hy Công Lược vừa kết thúc thì Hạo Lan Truyện đã kịp thời bắt nhịp, khiến độ hot của nữ diễn viên được duy trì khá tốt. Tuy Ngô Cẩn Ngôn luôn bị cư dân mạng nghi ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô có diễn xuất khá là ổn định. Có người nói Ngô Cẩn Ngôn không thể làm nữ chính, có người thì cảm thấy không hài lòng về phong cách diễn xuất của cô. Khi có người lại hỏi tại sao Vũ Chính lại lựa chọn Ngô Cẩn Ngôn thì cô ấy cũng đã cho tất cả khán giả biết lý do tại sao. Trong Hạo Lan Truyện, khi Ngô Cẩn Ngôn cần quay cảnh bị bò cạp bò lên người, đạo diễn vốn dự định cho diễn viên đóng thế thực hiện cảnh quay này, nhưng thay vì đó sau khi Ngô Cẩn Ngôn và đạo diễn bàn bạc thì nữ diễn viên quyết định tự mình ra trận. Tuy bỏ cạp sau khi được xử lý không còn độc tố, nhưng có thể làm như Ngô Cẩn Ngôn cũng khiến rất nhiều người phải nể phục. Các nhân viên hậu trường đều dùng găng tay để thực hiện thao tác, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vì muốn bảo đảm kết quả diễn xuất nên đã lựa chọn tự mình trải nghiệm. Có cư dân mạng bình luận rằng cảnh quay này quá đáng sợ, nhưng cũng chính vì biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn khiến bộ phim đã thu hút nhiều fan hâm mộ hơn. Ngô Cẩn Ngôn tuy đã nổi tiếng nhưng vẫn được coi là nổi tiếng muộn hơn những tiểu hoa đán khác. Ngô Cẩn Ngôn không quá xinh đẹp, cũng luôn bị chế nhạo là có khuôn mặt giống đàn ông. Tuy nhiên, khi đứng cùng với các sao nữ khác thì gương mặt của cô cũng không đến nỗi bị lu mờ, thậm chí còn được đánh giá là khá tinh tế. Giới giải trí hoa ngữ hiện nay đương nhiên không thiếu mỹ nữ, nhưng vẫn thiếu những diễn viên vừa có diễn xuất tốt lại vừa có thái độ kính nghiệp. Trước đây có người hỏi Vũ Chính vì sao lại nâng đỡ Ngô Cẩn Ngôn. Vũ Chính nói bởi vì anh ngưỡng mộ Ngô Cẩn Ngôn và anh nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ nổi tiếng. Thành công của Diên Hy Công Lược không thể xa rời sự cố gắng hết mình của mỗi diễn viên, và đương nhiên cũng không thể không kể đến công lao của nữ chính Ngô Cẩn Ngôn. Tuy vẫn luôn có những người nói cô diễn xuất không tốt, nhưng chí ít diễn xuất của cô vẫn được đại đa số khán giả công nhận.
Hy vọng Ngô Cận Ngôn có thể phát triển một ngày một tốt và dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.